Chào các bạn, đằng sau tôi đây là 4 mẫu kích thước nồi ốc điện Thái Long khác nhau. Nếu mà các bạn đang kinh doanh những cái món như là hấp bánh bao này, hấp bánh flan hay là làm món gà tần lon bia ấy mà chưa biết chọn loại kích thước nồi thế nào hay là bao nhiêu tầng thì hãy theo dõi video này để biết được câu trả lời chính xác nhé. Ở đây tôi có chuẩn bị bánh bao. Và đây là loại bánh bao có nhân. Còn đối với món bánh flan thì chúng ta sẽ dùng các cái hộp đựng bánh flan như thế này. Còn món gà tần lon thì chúng ta sẽ dùng các cái lon bia này để mà mô phỏng món đó. Đầu tiên sẽ là những chiếc bánh bao. Thì đây có lẽ là một món ăn quá là thân thuộc của chúng ta bởi cái sự tiện dụng mà nó đem lại, đúng không nào? Đối với cái loại bánh bao có nhân này, với đường kính 10cm của nó thì khi chúng ta đặt vào các cái tầng hấp 35, 40, 47 và 52cm này, hãy xem là nó có thể chứa được bao nhiêu chiếc như vậy nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ thử với cái khay 52cm này trước. Và như vậy là với sừng 52cm này thì chúng ta sẽ có thể xếp được 18 chiếc bánh bao như này. Và với chiếc nồi 52cm 3 tầng thì chúng ta sẽ có thể hấp được 54 chiếc bánh bao màu mè. Còn đối với một tầng sừng của nồi đường kính 47cm này sẽ hấp được 14 chiếc. Cũng như vậy với một cái sừng 40cm này thì chúng ta sẽ hấp được 9 chiếc. Còn sừng của nồi đường kính 35cm thì chúng ta sẽ hấp được 7 chiếc như vậy đây. Và những con số trên cũng chính là cái số lượng bánh bao chúng ta có thể hấp được từ dạng bột. Còn nếu mà các bạn hấp bánh thành phẩm, tức là bánh đã được hấp chín sơ từ trước rồi ấy, thì do chúng ta có thể sắp chồng được lên nhau nên cái số lượng trên nó có thể tăng gấp rưỡi hoặc gấp 2 lần tùy vào cái cách mà các bạn sắp xếp. Sau đây thì tôi cũng sẽ gửi cho các bạn một cái bảng thống kê chi tiết nhất về phần hấp bánh bao. Tiếp theo là món bánh flan hay còn gọi là caramel. Nó cao một chút về món ăn này thì nó thường được dùng là món tráng miệng trong những bữa tiệc của sự kiện hay là hội nghị. Và việc dùng nồi ốc điện Thái Long để hấp bánh flan sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bây giờ thì hãy cùng tôi xem là với các kích thước của nồi ốc điện này sẽ có thể chứa được bao nhiêu chiếc hộp đựng bánh flan như vậy nhé. Và mẫu hộp đựng bánh flan mà tôi dùng trong video này là loại rất là phổ biến với đường kính miệng là 7cm và cao 5cm, tương với 120ml. Đối với cái món bánh flan này thì tương tự như cái cách làm của bánh bao vừa nãy, chúng ta vẫn sẽ xếp lần lượt các cái hộp bánh flan vào đây để xem là với cái sừng hấp 52cm này chúng ta sẽ có thể xếp được bao nhiêu chiếc hộp bánh nhé. Vâng, và như vậy là các bạn thấy đây, thì đối với cái khay 52cm này chúng ta sẽ có thể xếp được tổng cộng là 40 chiếc hộp bánh flan như thế này đây. Còn đối với cái sừng của nồi đường kính 47cm này thì chúng ta sẽ có thể xếp được 30 hộp một tầng. Và với sừng 40cm thì cái lượng hộp ta có thể xếp được là 21 chiếc. Và cuối cùng với sừng 35cm thì số hộp bánh flan ta có thể xếp được là 16 chiếc. Tuy nhiên thì như các bạn thấy đấy, với cái chiều cao của các cái tầng hấp này thì chúng ta hoàn toàn có thể để được 2 tầng bánh để mà hấp mà cái chất lượng nó vẫn được đảm bảo. Như đối với cái khay 52cm vừa nãy đáng 40 chiếc thì khi mà xếp chồng lên nhau chúng ta còn xếp được tới 80 chiếc. Và nồi 3 tầng 52cm này tổng cộng nó có thể hấp được tới 240 chiếc. Bây giờ thì tôi cũng sẽ gửi các bạn một cái bảng thống kê chi tiết về cái số lượng bánh flan chúng ta có thể hấp được với tất cả các cái mẫu nồi ốc điện này. Và món cuối cùng tôi gửi tới các bạn chính là món gà tần lon. Gà tần lon là một món rất là phổ biến và được rất nhiều người yêu thích. Đã có những chủ cơ sở là khách hàng của Thái Long chia sẻ với chúng tôi là một ngày họ có thể bán được tới cả ngàn suất. Và để có thể đáp ứng được cái nhu cầu như vậy thì họ đã lựa chọn nồi hấp điện Thái Long để mà hấp cũng như là giữ nóng trong suốt quá trình bán. Giờ thì hãy cùng tôi xem là cái mức năng suất của các loại nồi hấp này sẽ là bao nhiêu nhé. Cũng như bánh bao và bánh flan vừa nãy thì chúng ta cũng sẽ xếp lần lượt các cái lon bia này vào khay.
Và như vậy là với cái khay 52cm này thì chúng ta đã có thể xếp được tổng cộng là 44 lon bia, tương với 44 sấp gà tần lon. Với cái khay 47cm này thì như ở đây tôi đã xếp được tới 37 lon. Còn đối với cái khay 40 thì chúng ta sẽ xếp được tổng cộng là 25 sấp như thế này đây. Như vậy là cuối cùng với cái khay 35cm này thì chúng ta sẽ xếp được tổng cộng là 19 lon bia, tương với 19 sấp gà tần. Khi xếp các cái lon này vào khay thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phần khép này nó sẽ có phần thấp hơn so với lon bia. Và nếu chúng ta hấp một tầng thì khi mà chúng ta đầy nắp lại, chúng ta vẫn có thể hấp được bình thường. Nhưng nếu chúng ta hấp nhiều hơn con số một tầng trên thì các bạn hãy yên tâm, bởi vì hiện tại máy Thái Long đã phân phối một loại phụ kiện nối giúp chúng ta có thể tăng cái chiều cao của tầng hấp lên 5cm, và nó sẽ giúp các bạn có thể giải quyết trọn vẹn vấn đề về chiều cao. Và sau đây cũng sẽ là một cái bảng thống kê chi tiết về cái số lượng gà tần lon chúng ta có thể hấp được với tất cả các cái mẫu nồi hấp điện Thái Long này. Và vừa rồi là một bài kiểm chứng nhỏ về cái năng suất hấp của tất cả các cái mẫu nồi hấp điện Thái Long đối với các món bánh bao, bánh flan và gà tần lon. Với mỗi món ăn này thì tôi cũng đã gửi tới các bạn một cái bảng thống kê chi tiết nhất về cái số lượng thực phẩm chúng ta có thể hấp được. Nếu mà các bạn muốn kiểm chứng thêm bất cứ món ăn nào với các cái mẫu nồi hấp này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Còn để đặt mua một trong các cái mẫu nồi hấp điện Thái Long trên, hãy nhấc máy và gọi tới số 0896 905 905, hoặc là truy cập vào website maythailong.com để tìm hiểu kỹ hơn về chúng cũng như tất cả các cái mẫu nồi hấp, tủ hấp điện khác nhé. Cũng đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long của chúng tôi để tiếp tục theo dõi các video khác về tất cả các cái mẫu nồi hấp điện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video đó.